Xin kính mời quý giả thân mến, chúng ta cùng quay trở lại trận đấu giữa hai đội tuyển U17 Việt Nam và U17 Philippines. Trong trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ U17 Việt Nam xuất phát với những cái tên như sau. Đứng trong khung thành là Lê Thị Thu, ở phía trên là các cầu thủ Đạt Kiều Trôn, Nguyễn Thị Thương, Lê Hồng Yêu, Nguyễn Ngô Thảo Nguyên, Võ Ngọc Như Quỳnh, Ngân Thị Thanh Hiếu, Trương Thị Hoài Trinh, Đỗ Thị Thúy Nga, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh và Lương Thị Thuy. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Hàn Quốc Park Se-jin. Với các cầu thủ U17 Philippines, họ xuất phát với các cầu thủ như sau. Đứng trong khung thành của họ là thủ môn Samatha Hills, ở phía trên là các cầu thủ Ariele Salvador, Arina Maki, Thi Pipping, Luna Rivera, Sofia Salurares, Francesca Alberto, Isabella Preston, Anna Medala, Zilana Sun và Nina Matthias. Bóng đã lăn tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Hiện một này, các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Tất nhiên chúng ta đã trong một trang phục màu đỏ truyền thống của mình rồi. Một cơ hội dành cho chúng ta. Không được. Tình huống dứt điểm khá kỹ thuật, hướng tới góc cao của khung thành. Thành Hiếu đã có được hai bàn thắng đến thời điểm này của vòng loại thứ hai. Về mặt thể hình thì các cầu thủ U17 Philippines nhỉnh hơn so với các cầu thủ U17 Việt Nam. Một pha chọc khe, bóng vẫn còn trong chân của đối phương. Đó là quả đá của tiền đạo chủ lực bên phía Philippines. Thật may nó lại đi không chuẩn xác, cú sút bị thiếu lực. Thanh Hiếu qua người sút đây. Bóng đi hơi nhẹ. Nhồi bóng rất sâu vào phía trong. Nguy hiểm. Không vào. Thủ môn đội bạn vẫn có được sự tập trung đủ tốt. Bóng sau khi sượt qua tầm dứt điểm của cầu thủ chúng ta đập đất. Nhưng thủ thành của U17 Philippines, Samatha vẫn kịp thời phản xạ. Thành Hiếu. Nguy hiểm. Bóng được nhồi thẳng vào mặt khung thành của đối phương. Sau đó tiếp tục là một cú sút nữa của Thanh Hiếu. Bóng vẫn còn trong sân. Medala mất bóng rồi. Tốc độ rất tốt. Thanh Hiếu. Đáng tiếc là không còn đủ tốc độ và thể lực nữa để có thể bứt đi, khi mà cô đã phải chạy một quãng đường hơi dài. Nếu như thêm một chút thể lực nữa thì Thanh Hiếu hoàn toàn đã có thể bỏ lại toàn bộ hậu vệ của đối phương để đối mặt. Nhưng một quãng đường di chuyển thật sự là hơi dài đã khiến cho Thanh Hiếu bị hụt hơi ở những bước cuối cùng. Nhưng các học trò của huấn luyện viên Akira sẽ rất muốn có được 3 điểm trọn vẹn ở vòng đấu cuối cùng này. Đá với tâm thế chỉ cần hòa sẽ rất nguy hiểm. Dứt điểm. Nguy hiểm. Tuyệt vời. Và phản xạ xuất sắc của Lê Thị Thu. Đội bạn đã có một cú sút phải nói là rất hay, bóng đi căng, hiểm. Nhưng Lê Thị Thu vẫn giữ cho mình sự tập trung. Cô gái xinh đẹp của chúng ta đã có một tình huống bay người đâm bóng đủ an toàn. Một cơ hội mở ra dành cho các cầu thủ Việt Nam. Đi bóng rất đều tên, che chắn rất kín đáo, không được. Mặc dù để cho đối phương di chuyển và tạo lực ở phía sau, nhưng với lợi thế ở phía trước mặt thì cầu thủ của chúng ta đã có một pha gài người và tiếp tục đi bóng rất thông minh. Lại chuyền dài. Tuyệt vời. Lê Thị Thu vẫn đang là chốt chặn cuối cùng đủ an toàn. Từ những tình huống bắt bóng trong khu thành cho tới những pha lao ra khỏi vòng cấm để hỗ trợ cho các cầu thủ phòng ngự. Dứt điểm. Bóng đi không chuẩn xác. Đó là cú sút, nếu như bóng có đi vào khuôn khổ khung thành thì Lê Thị Thu cũng đã rất sẵn sàng để cản phá rồi. Rất hay, một pha chồng biên tốt của đội bạn. Lật bóng vào. Nguy hiểm, không thành công. Thật may mắn, đó không phải là một cú tạt tốt để đưa bóng tới vị trí của đồng đội, nhưng nó lại bất ngờ gây ra khó khăn cho hàng phòng ngự của chúng ta.
đặc biệt là thủ môn Lê Thị Thu. Matthias lật bóng vào, rất nguy hiểm, dứt điểm. Một lần nữa Lê Thị Thu lại xuất sắc. Hàng phòng ngự của chúng ta đã không có được một pha chơi bóng tốt khi bóng lập bập và hướng tới tầm dứt điểm của đối thủ ở cái ly rất gần. Sofia nguy hiểm, pha bóng cần phải dứt khoát hơn. Lại là một pha sóng gió nữa trôi qua chiếc khung thành của tuyển U17 Việt Nam. Lê Thị Thu đang thật sự xuất sắc. Chuyền bóng vào, nguy hiểm quá. Tỷ số được mở dành cho Philippines. Bóng treo lên cao và Lê Thị Thu đã không thể có đủ sức bật nhảy để cản phá. Một ý đồ đá phạt rõ ràng của đội bạn là đưa bóng thẳng lên cao và hướng về phía khung thành của U17 Việt Nam chứ không phải làm quả tạt để phối hợp đánh đầu. Mỹ Trì, Mỹ Đình, tất cả các khán giả nếu như có thời gian hoàn toàn có thể đây để xem. Rất nguy hiểm, một pha bóng nữa mà chúng ta đã thoát thua trước một tình huống treo bóng vào phía trong và sự xuất hiện của Sofia. Matthias quá nguy hiểm. Matthias dứt điểm. Rất may là những tác động đến từ Hồng Hiếu là đủ để khiến cho Matthias không còn giữ vững trụ. Một cơ hội dứt điểm. Đá bay không được. Hết sức đáng tiếc. Một pha bóng mà chúng ta tưởng chừng bàn thắng đã tới đến nơi rồi. Nhưng cuối cùng đội bạn vẫn có được sự xuất sắc. Thủ môn Samatha đã cùng với các hậu vệ của Philippines hóa giải tình huống này. Một pha tả xung hữu đột của Thanh Hiếu. Đánh đầu rất nguy hiểm. Thanh Hiếu đã áp sát nhưng cũng không cướp được bóng. Một cơ hội dành cho Philippines, khoảng trống là khá nhiều. Cú sút. Một lần nữa chúng ta phải dành những lời ngợi khen cho Lê Thị Thu. Hàng phòng ngự đã quá mỏng sau khi đối phương cướp được bóng và có một pha tấn công với tình huống đi thẳng vào trung lộ. Thanh Hiếu mặc dù không cao lớn, một thân hình mảnh khảnh thôi, nhưng sức mạnh của cô là tuyệt vời. Một cơ hội rất nguy hiểm dành cho Philippines. Quá đà. Rất may mắn không có bàn thua thứ hai. Vừa rồi nếu như để thua thêm thì cánh cửa đi tiếp gần như đã khép lại rồi. Nhưng bây giờ thì cơ hội vẫn còn. Một sai lầm và Matthias đã có được một pha thoát xuống rất thoải mái. Một pha gài người tốt. Đeo Kỳ Chôn. Vẫn là Đeo Kỳ Chôn. Sút xa. Không chính xác. Kỳ Chôn đã quyết định thực hiện một cú sút từ xa để mang tới một khoảnh khắc bất ngờ. Và tiếng còi của trọng tài cũng đã vang lên. Hết sự đáng tiếc chúng ta đã không thể giữ được tỷ số hòa trước một quả đá phạt rất đẹp mắt của đối thủ. Các cầu thủ U17 Việt Nam đã nỗ lực hết mình rồi, nhưng đối phương thật sự là mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ về thể lực, về thể hình. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đây sẽ là sự vất vả để cho những cầu thủ trẻ của chúng ta trưởng thành nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Còn trận đấu này đã khép lại. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.